mình người Việt Nam rất là tốt bụng, ăn cái gì cũng được hết đó, không có bị đau, ít khi bị đau lắm. Chỉ có một vài trường hợp đặc biệt là hay bị dị ứng tôm hoặc là dị ứng này kia thôi. Yeah. Còn mấy bạn nước ngoài nha, hành nó cũng dị ứng, đậu phụng nó cũng dị ứng, tiêu nó cũng dị ứng, mắm nó cũng dị ứng, tỏi nó cũng dị ứng, cái gì nó cũng dễ bị dị ứng hết á. Vậy thì khi mà mình đi chơi với bạn bè nước ngoài, mình dẫn nó đi ăn đồ ăn Việt Nam, nó đâu có biết là trong cái tô bún bò Huế nó có cái gì, trong cái gỏi cuốn nó có cái gì đâu. Thì mình hỏi nó: em mày có bị dị ứng không, mày có cái cơn dị ứng gì không? Thì có hai cách nói, một là are you, rồi sau đó mình chọn tính từ allergic to anything. Em có bị dị ứng với cái gì không vậy bà? Any, và mình dùng số nhiều luôn. Allergies. Do you have any allergies? Cái nó kêu yeah, I'm allergic to onion, I'm allergic to pepper. Đó, nhớ hỏi nha, tụi nó không có tốt bụng như mình đâu, nên hay bị đau bụng lắm. Mất công mình dẫn nó đi ăn xong nó bị gì để vô bệnh viện.